Kỷ Mùi thân mến, ở độ tuổi 44-45 này, có anh chị đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tiền tiêu thả ga, không cần lo nghĩ gì cả. Cũng có những người thì lại không được như vậy, vẫn phải tích góp sống qua từng ngày. Sau khi nghe xong, chúng tôi biết anh chị Kỷ Mùi sẽ càng áp lực về cuộc sống, về sự nghiệp bởi cái khổ cực đã đeo bám anh chị quá dài, sang quá lâu ngày. Tuy nhiên, sau bao sóng gió thì nay Viện Nghiên cứu Văn hóa Tâm linh Học Quốc gia chính thức công bố tháng 11 và 12 âm lịch là hai tháng phát tài lớn nhất đời Kỷ Mùi. Ở tháng này, bản mệnh sẽ nhận lại tất cả tiền tài, danh vọng sau những khổ cực đã phải trải qua. Cứ thế, Kỷ Mùi đụng đâu lãi đó, tiền về cực nhiều. Thưa Kỷ Mùi thân mến, gần nửa đời trôi qua, trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, sóng gió thời trẻ đã làm sờn đi màu áo, khóe mắt thì lại thêm nhiều nếp nhăn. Chúng tôi hiểu được anh chị Kỷ Mùi mưu cầu cuộc sống bình yên hạnh phúc nhiều đến như thế nào. Cuộc đời của anh chị nhìn đâu cũng thấy khổ cực, vất vả, muốn vui vẻ nghỉ ngơi cũng khó. Mọi điều cứ ập đến, muốn dìm người Kỷ Mùi xuống tận đáy xã hội, chơi với nhiều thì cũng đến lúc mỏi mệt, chẳng muốn ngượng nữa, nhưng cứ nhìn thấy đứa con, nhìn lại nhà cửa, nhìn lại bản thân chẳng có gì, thì lại tiếp tục cố gắng lao ra đời kiếm miếng cơm, manh áo, để lo toan cho cuộc sống, dù cho bản thân có lao lực đến như thế nào. Này anh chị Kỷ Mùi thân mến, có vài lời mà Minh Đường Tử Vi đã muốn nhắc nhở tới anh chị từ lâu, anh chị có biết không, vì con đường của Kỷ Mùi này, vốn không đơn giản, vốn không nhàn tản, vốn lắm bi ai, vốn nhiều tuyệt vọng, vốn lắm gian truân và thử thách, kiên trì một cuộc đời. Voi có thể lên, chó cũng có thể xuống, thẳng dáng là vô thường, nhưng cuối cùng sẽ được ngoạn mục và vô cùng rực rỡ, chỉ là quá vất vả, nản quá lắm lúc nhọc lòng, mệt tâm bồn chồn và mỏi mệt quá, song lại không kể với ai, cứ giữ trong lòng, thắng thì hân hoan được một đoạn ngắn, thua thì cứ tự loay hoay mà xử lý nhiều phần cuộc đời như thế, đúng là lắm lúc nghĩ cũng hơi buồn, chỉ là có như vậy thì mới ép được từng giọt nội lực ra, có như vậy mới chiết xuất được tài nghệ thành tinh hoa và tinh túy, có như vậy thì mới xứng đáng được đứng ở đỉnh vinh quang vì những gì mà bản thân đã dày công cống hiến. Nhưng nhớ, hãy tìm một ai đấy để kể lể, để sẽ chia khóc lóc cũng được, không hẳn là hành vi của kẻ yếu, người mạnh cũng phải khóc, khóc rồi lại chiến đấu tiếp chứ có gì đâu. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ từng câu chuyện của anh chị, cứ giữ mãi trong lòng mệt mỏi lắm, phiền hà lắm. Người tuổi Kỷ Mùi được biết đến là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Kỷ Mùi đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, con giáp này rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành, họ sẽ nghiêm túc và hết mình với công việc được giao, dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, bản mệnh sẽ làm bằng được. Đối với con giáp, uy tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý. Tuổi Kỷ Mùi có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải ai họ cũng coi là tri kỷ thực sự. Tình bạn thân thiết của họ phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài, bền chặt. Bản mệnh tuyệt đối sẽ không kết bạn với những người giả tạo không thật thà. Quay trở lại với tử vi tháng 11 và 12 âm lịch, giờ đây là lúc anh chị cần tập trung lắng nghe món quà mà Minh Đường Tử Vi vô cùng tâm huyết dành tặng cho anh chị. Người sinh năm Kỷ Mùi bộc lộ nguồn năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực đè nén lớn nhưng vẫn duy trì sự không thay đổi. Tương tự như vậy, cùng có năng lực chịu đựng tốt những điều kiện kèm theo khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa. Có vẻ như một sức mạnh vô hình đang chứa đựng bên trong, được cho phép chúng chịu đựng những biến hóa can đảm và mạnh mẽ của thiên nhiên và môi trường. Với hình thức bề ngoài mềm mỏng, người sinh năm Kỷ Mùi lại có năng lực chịu đựng ngoan cường. Điều này được cho phép họ sống sót, kể cả khi những người khác với vẻ bên ngoài cường tráng lại không hề làm được. Tuổi Kỷ Mùi 1979 là con giáp không biết lùi. Tuổi Kỷ Mùi đặc biệt quan trọng thích hợp với việc làm ngoài trời, ví dụ điển hình như tham gia những đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ nhất, cạnh tranh đối đầu với môi trường tự nhiên quyết liệt. Họ là những người lao động rất là chịu khó, không riêng gì triển khai xong trách nhiệm của mình mà còn đỡ bớt gánh nặng của những người khác. Bất kể là làm việc gì, chăm nom một mái ấm gia đình lớn, cạnh tranh đối đầu với khủng hoảng cục bộ, làm việc làm khổ ải, họ vẫn luôn mong ước được làm nhiều hơn nữa. Trên thực tiễn, họ không thích và không tìm kiếm thử thách, nhưng lại chuẩn bị sẵn sàng mang vác hàng loạt gánh nặng đặt trên vai mình. Đôi khi có cảm xúc là người tuổi Kỷ Mùi muốn thao tác đến chết, họ sẵn sàng chuẩn bị tiếp đón mọi áp lực, đè nén và có đủ nội lực để theo đuổi việc làm cho tới tận khi không hề nhúc nhích được nữa. Họ có năng lực thao tác nhóm rất tốt và rất thích có bạn sát cánh, cũng giống như con thuyền, kiên cường lao về phía trước,
họ không hề ầm ĩ. Tuổi Kỷ Mùi hiếm khi phàn nàn, sức mạnh tuyệt vời của họ, họ nằm ở năng lực biết lắng nghe, quan sát và giữ vững sự kiên cường. Tố chất kiên trì của những người tuổi Kỷ Mùi khiến họ trở nên đáng tin cậy một cách khác thường, hiếm khi thấy họ ở những vị trí chỉ huy lớn. Trong thực tiễn, trong khi họ bỏ ra nhiều giờ lao động, khó khăn, vất vả, giúp sức mọi nỗ lực cho thành công xuất sắc của dự án bất động sản, thì thủ trưởng của họ lại là người được hưởng hào quang và những lời khen ngợi. Người tuổi Kỷ Mùi thích lui vào hậu trường, không kiêu ngạo, nhút nhát, nồng hậu. Người sinh năm 1979 rất lịch sự, nhẹ nhàng và được nhìn nhận cao trong thẩm mỹ và nghệ thuật. Tuy nhiên, họ thường nhút nhát, bi quan và dễ bồn chồn về đời sống. Trong những mối quan hệ, đừng mong đợi họ là những người triển khai bước đi tiên phong. Tuy nhiên, một khi đã vượt qua rào cản bắt đầu, bạn sẽ thấy họ là người nồng hậu, chân thực, thâm thúy, toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ tình cảm. Nếu cần tìm một người bạn đời tri kỷ hay tối thiểu là một mối quan hệ lâu bền hơn, thì không có con giáp nào tốt hơn tuổi Kỷ Mùi. Tuy nhiên, nếu bạn thích phiêu lưu và niềm đam mê cháy bỏng, thì tốt nhất là nên bỏ lỡ con giáp này. Người sinh tuổi Kỷ Mùi thường nhạy cảm hay lo ngại, họ thích sự bảo đảm an toàn và cảm thấy hài lòng với những thói quen. Khi tranh cãi họ thường giữ yên lặng, tuy đôi lúc có vẻ như vụng về trong lời ăn, lời nói, nhưng con giáp này luôn đam mê việc mình làm và có niềm tin thâm thúy vào điều họ cho là đúng. Tuổi Mùi thường tốt bụng và vị tha. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch có tiền nhưng tránh lãng phí, tương lai còn khó khăn. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch cần mạnh mẽ hơn để có thể xóa tan những cảm xúc tiêu cực đang vây lấy mình. Tốt hơn hết là dẹp hết những nghĩ suy trong đầu để tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ đang có trong thời gian này. Ảnh hưởng của tương hại không nhỏ nên nhiều việc bạn lên kế hoạch từ trước nhưng trong tháng này khó có cơ hội để hoàn thành. Thế nhưng hãy biết hài lòng rằng bạn đã đi khá xa so với vạch xuất phát ban đầu, bạn cũng đã tạo ra nhiều điều khác biệt cho cuộc sống của mình. Lời khuyên cho con giáp tuổi Kỷ Mùi trong tháng này đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình vì ảnh hưởng của thiên hình, khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh có mộ cho thấy bản mệnh còn phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều, tuy nhiên bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Kỷ Mùi dễ làm thất thoát tiền bạc trong tháng mới, bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Kỷ Mùi đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Tử vi sự nghiệp tuổi Kỷ Mùi tháng 11 2023. Xem tử vi tháng 11 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Bản mệnh thường được cho là có góc nhìn khác biệt, thậm chí được xem là lập dị. Tuổi này nên biết lượng sức trong thời gian này, không nên ôm đồm quá nhiều việc, nhất là những nhiệm vụ quan trọng, nên để sang khoảng thời gian khác thích hợp hơn. Đừng quá mong chờ lời khen thưởng hay động viên từ ai đó. Khi bạn tìm được niềm vui trong công việc, bạn sẽ không cần ai hối thúc bạn nữa cả. Hãy làm việc chăm chỉ hơn và chủ động thể hiện một vài sáng kiến. Khi bạn hành động, bạn sẽ được những người quan trọng nhận ra. Tử vi tài lộc tuổi Kỷ Mùi tháng 11 năm 2023. Tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 năm 2023 âm lịch cho biết, dù chính tài mang lại tiền bạc dồi dào, nhưng nó là kết quả nỗ lực trước đây. Còn hiện tại bạn không có nhiều cơ hội, nên tương lai cũng không thực sự rực rỡ. Do đó, ngay từ hiện tại, khi có tiền cũng tránh việc lãng phí, tránh việc thích gì mua nấy. Tuyệt đối không mua hàng xa xỉ, vì tin rằng mình đang có nhiều tiền, bạn luôn phải thận trọng trong việc chi tiêu, không sử dụng đồng tiền bừa bãi. Tứ lục bay về phương Đông Bắc cảnh báo những hung hiểm có thể tìm đến với bạn trong tháng này. Những sai sót trước đó có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những tổn thất hiện tại, khiến tiền bạc và cả danh tiếng của bạn tan biến ngay trước mắt nếu bạn không thận trọng. Vì thế trong tháng này, dù bạn đang ít tiền hay nhiều tiền, đều nên ưu tiên giải pháp an toàn, tránh sử dụng tiền bừa bãi. Ngay trong việc mua gì cũng nên phải cân nhắc kỹ trước sau.
Tử vi tình duyên, tuổi Kỷ Mùi tháng 11 năm 2023. Xem tử vi tháng 11 2023 âm lịch, về phương diện tình duyên, có nhiều thăng trầm trong tháng này, dưới tác động của ngũ hành xung khắc, bạn thiếu đi sự lắng nghe, chỉ vì bạn bận rộn và luôn thiếu thời gian, để người ấy hiểu thì bạn tránh việc nói dối, để giấu giếm những vấn đề bản thân đang gặp phải. Nếu có thể hãy học cách chia sẻ từ tốn, chân thành, nếu không hài lòng điểm nào của đối phương, cũng phải khéo léo khi nhắc nhở. Khi bạn quá quan tâm đến tiểu tiết, sẽ có xu hướng nói nhiều, hãy cho người ta chút không gian riêng, bạn nên tôn trọng các quyết định của họ nhé. Ngoài ra, bạn nên sắp xếp lại thời gian, đừng để công việc chiếm hết cả thời gian trong ngày của bạn. Có những lúc bạn lãng phí thời gian sử dụng không đúng cách nên không thể vui vẻ bên gia đình hoặc trong dịp đặc biệt của con cái. Tử vi sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi tháng 11 năm 2023. Tin vui là sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu khởi sắc. Nếu vẫn tiếp tục duy trì luyện tập đều đặn và ăn uống đủ dinh dưỡng, bạn mau chóng hồi phục để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bản mệnh nên ưu tiên thời gian ở nhà nhiều hơn trong tháng này. Những nguồn năng lượng hỗn tạp từ môi trường bên ngoài có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe, cũng như sự minh mẫn của bạn đấy. Tuy không nên đến những nơi đông người, nhưng nếu có thể nên đi du lịch, đi dạo ở công viên, những nơi bạn có thể hòa mình với thiên nhiên. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 2023 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi kiềm chế nóng giận, tránh xa thị phi, tháng này là một tháng đầy rắc rối và khó khăn. Đối với người tuổi Mùi, mà nguồn cơn của mọi vấn đề lại chủ yếu là chính bản mệnh, thời điểm này bản mệnh nóng nảy, thích làm theo ý mình. Thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến với mọi người, các mối quan hệ xã giao liên tiếp gặp mâu thuẫn, làm việc gì cũng không thuận. Phương diện sự nghiệp không có những chuyển biến tích cực, thậm chí nếu bạn có thể thuận lợi vượt qua khoảng thời gian cuối năm này đã là may mắn lắm rồi. Cục diện Sửu Mùi tương xung gây ra những tác động lớn, khiến bạn dễ gặp tranh chấp thị phi, thậm chí là mang tiếng xấu, cái tôi cá nhân quá mạnh mẽ, khiến bạn nảy sinh sự chủ quan, kiêu ngạo, coi mình là nhất, người có chức có quyền, thường xuyên lộng hành, nhưng cũng dễ vướng phải kiện cáo, tổn thất danh dự và tiền bạc. Tình hình tài chính có dấu hiệu xuống dốc, thời điểm này bản mệnh nên hạn chế đầu tư kinh doanh, tốt nhất là phát triển theo hướng chậm mà chắc, không nên vội vàng chạy theo xu thế của thị trường. Bên cạnh đó, bạn còn phải tốn một khoản tiền lớn cho các hoạt động xã giao, xử lý rắc rối khủng hoảng hoặc đơn giản là chi tiêu cho các hoạt động mua sắm cuối năm. Bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, kẻo tiền thưởng cuối năm hoặc tiền lãi cả năm cũng không đủ để giải quyết các công việc nêu trên. Chịu tác động lớn của cục diện tương xung, tình cảm cũng khó có được những bước phát triển đáng mừng. Những người đã lập gia đình cần phải biết quan tâm, chăm sóc các thành viên trong nhà nhiều hơn, dù con cái hay nửa kia có mang lại cho bạn nhiều áp lực, bạn cũng cần chú ý giữ mình. Xung quanh bạn hiện có nhiều người quan tâm, để ý, chỉ cần buông thả cảm xúc là bạn rất dễ làm ra những việc gây tổn thương cho người thân, khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Kỷ Mùi là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980 dương lịch, cầm tinh con dê. Ý nghĩa của thiên can Kỷ cùng với địa chi Mùi là thảo giả chi dương, dê đồng cỏ, tuổi Mùi 1979 mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Đối với nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, bình hòa với mệnh hỏa của tuổi Kỷ Mùi. Xét về thiên can và địa chi, thiên can Kỷ tương hợp với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn. Như vậy rất tốt cho lá số tử vi của nam mạng Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn. Những yếu tố này báo hiệu cuộc sống của nam tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 năm nay. Có sự phát triển thuận lợi, mọi việc yên bình, để tận dụng được vận khí tốt, mệnh chủ nên làm việc chăm chỉ, chính trực và giữ vững tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp của mình. Nhìn chung, vận trình tử vi 2024 của nam mạng Kỷ Mùi sẽ hanh thông, được tạo điều kiện từ môi trường, các mối quan hệ thúc đẩy tiến bộ. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho mệnh chủ thực hiện những kế hoạch và dự định bản thân ấp ủ, gặt hái thành công như mong đợi. Năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Mùi nam mạng có một sự nghiệp ổn định, tiến triển từng bước vững vàng, mệnh chủ duy trì những thành quả trước đó. Mình đã đạt được nhưng không hề chủ quan, kiêu ngạo, đối xử tử tế chân thành với đối tác, cấp dưới và đồng nghiệp. Ở tuổi 46, nam mạng tuổi Mùi,
sinh năm 1979, đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, chiều sâu trong công việc, vốn có tính cách thẳng thắn, tích cực, nên nam mệnh luôn giữ được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vì thế nhận được sự kính trọng và giúp đỡ. Vận khí tài lộc của nam mạng Kỷ Mùi trong năm 2024 khả quan như mong muốn, mệnh chủ nắm bắt được cơ hội kiếm tiền, nên nguồn thu nhập dồi dào, số tài sản tích lũy cứ thế được gia tăng, bởi vậy cuộc sống gần như không có áp lực tài chính trong năm nay. Kỷ Mùi nam mạng đang ở trong độ tuổi trung niên, vì thế nên việc tiết kiệm quỹ dự phòng luôn cần được chú trọng. Mệnh chủ nên sống giản dị, không lãng phí, thanh tịnh để kiểm soát chi tiêu thật tốt, giúp năng lực tài chính của mình luôn vững vàng. Cuộc sống gia đạo của nam Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn được ấm êm, hạnh phúc, là người đàn ông giàu trách nhiệm trong gia đình. Mệnh chủ luôn nghĩ cho vợ con, lấy người thân làm động lực để làm việc chăm chỉ. Với nam Kỷ Mùi, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất. Mệnh chủ trong năm này cũng nhận được những chia sẻ, sự quan tâm chăm sóc từ phía người bạn đời và con cái nhiều hơn, tình cảm vợ chồng ấm áp vì cả hai biết cảm thông, khoan dung, đồng hành cùng nhau. Bước sang độ tuổi 46, nam mạng Kỷ Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cân bằng giữa công việc và thư giãn, vận động để luôn tràn đầy năng lượng tích cực, giảm căng thẳng, lo âu là cách tốt nhất giúp sức khỏe ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa rượu bia và chất kích thích, thăm khám sức khỏe thường xuyên. Để biết được tình hình sức khỏe của bản thân, việc đi lại cần cẩn thận, giữ an toàn cho mình, cũng chính là giúp người thân cảm thấy yên tâm hơn. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 nữ mạng, năm 2024, sẽ gặp nhiều thuận lợi, yên ổn trong cuộc sống và công việc. Khi gặp cơ hội tốt, Kỷ Mùi nữ mạng chỉ cần quyết đoán, mạnh mẽ, nỗ lực đạt được thành tựu như mong muốn. Năm 2024, nữ Kỷ Mùi sẽ có đời sống nội tâm phát triển sâu sắc hơn, mệnh chủ tự tu dưỡng cho mình sự điềm tĩnh, gặp việc gì cũng độc lập, suy nghĩ, tự chữa lành trong bản thân và là chỗ dựa tin cậy của những người thương yêu, bạn bè thân thiết. Người nữ tuổi Kỷ Mùi có con đường sự nghiệp tiến triển trong năm Giáp Thìn 2024 là người giữ chữ tín, mệnh chủ dám nghĩ dám làm và đảm nhiệm những chức vị quan trọng. Khi người khác cần giúp đỡ, nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 hết lòng tạo điều kiện mà không toan tính, giỏi thu phục nhân tâm và cũng được nhiều người hỗ trợ lại. Nữ mạng Kỷ Mùi thường lan tỏa tới cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới những năng lượng tích cực thông qua cách đối nhân xử thế của mình. Năm này, mệnh chủ nên duy trì công việc ổn định, nếu chăm chỉ nỗ lực sẽ có được nguồn thu nhập tương xứng. Năm Giáp Thìn nữ mạng tuổi Kỷ Mùi có tài vận khả quan, công việc làm ăn đem lại nguồn thu nhập liên tục cho mệnh chủ. Chỉ cần nỗ lực kiên trì, làm ăn chính đáng thì nữ Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều cơ may về chuyện tiền bạc. Ở độ tuổi 46, mệnh chủ nên chi tiêu thông minh, tích lũy tiền tiết kiệm để dự phòng rủi ro, tránh lãng phí tiền bạc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà những khoản đầu tư, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình cần được xem trọng. Năm 2024, gia đạo của nữ mạng Kỷ Mùi yên vui, hạnh phúc, tình cảm vợ chồng sâu đậm, gắn kết bởi sự bao dung, nhân hậu. Mệnh chủ biết đặt mình vào vị trí của chồng để thấu hiểu và độ lượng, không phê bình mà luôn động viên người bạn đời. Sự yêu thương đảm đang chăm sóc gia đình của nữ mạng 1979 được những người thân bên cạnh ghi nhận và nhiều người ngưỡng mộ. Bản mệnh cũng luôn sống nhiệt huyết và năng lượng, sẵn sàng đồng hành cùng con cái, vượt qua khó khăn trong giai đoạn xây dựng cuộc sống riêng. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Kỷ Mùi nên chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho mình, hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn ngủ điều độ, tăng cường vận động thể dục thể thao sẽ giúp khí huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, thu hút nhiều năng lượng tích cực. Mặt khác, nữ mạng Kỷ Mùi nên duy trì những suy nghĩ lạc quan, vạch ra kế hoạch cụ thể trong cuộc sống để dốc lòng theo đuổi, từ đó bản mệnh sẽ cảm thấy phấn chấn, không lo âu, kết hợp thiền định để cuộc sống an yên trọn vẹn. Thưa quý vị, vì sao Phật dạy, nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai? Nhắc đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín, có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ, không có thật của Phật giáo. Trong mắt những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều viển vông, nhưng rất nhiều câu chuyện có thật đã chỉ ra rằng đều tưởng như mê tín ấy lại đang hiện hữu từng phút, từng giờ, ngay bên cạnh người ta, cho nên nhân quả báo ứng là có thật. Khái niệm nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo, nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả là kết quả hay quả báo, mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra,
mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm, không có ai chứng kiến, thì thần không biết, quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc mà bạn làm sẽ trở thành phúc báu sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặp quả nấy. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thông suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sanh là loại hữu tình, có sinh có tử. Còn vô minh nên đi mãi trong vòng luân hồi vì chưa giác ngộ, còn mê mờ, không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác nghiệp, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sanh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa, tham sân si, nói lời khẩu nghiệp, để rồi đến khi quả báo xảy tới có hối hận cũng muộn rồi. Nhiều người làm việc ác bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng, chỉ người biết sợ nhân quả, hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc tích đức, vinh hoa phú quý cả đời. Không phải một cách ngẫu nhiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dạy về luật nhân quả trong hầu hết các kinh điển, mỗi lời dạy của Ngài đều hàm chứa vô số ý nghĩa, song cũng không hoài mục, làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được mối quan hệ đó, thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời gì, cũng đều sẽ phải nghĩ đến các kết quả tốt hay xấu mà nó mang lại. Như vậy, sẽ tuyệt đối không có sự làm liều, nói ẩu, để rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong hiện tại và tương lai. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.